mọi người, quay trở lại với kênh YouTube của Atechno. Thì hôm nay chúng ta sẽ bàn đến một vấn đề là an toàn trong phẫu thuật nâng mũi. Đó giờ thì các khách hàng có bao giờ thắc mắc là tại sao cái trang phục trong phòng mổ của bác sĩ lại thường hay bị nhăn không cả nhà ơi? Thì thật ra cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó hết, không phải là do bác sĩ lười hay là quên đuổi đồ đâu mọi người. Và để tìm hiểu rõ nguyên nhân tại sao, Hiếu mời mọi người theo chân Hiếu nha. Để đảm bảo an toàn cho một ca phẫu thuật thì toàn bộ dụng cụ và trang phục mổ của bác sĩ đều sẽ được vô trùng tuyệt đối bằng cách hấp ở nhiệt độ cao. Quần áo của bác sĩ sau khi giặt sạch sẽ được gấp gọn, niêm phong, dán chỉ thị màu và được đưa vào máy hấp chuyên dụng ở nhiệt độ 121 độ C, áp suất 2.5 atm. Sau khi hấp xong, những trang phục đạt chuẩn, giấy sẽ chuyển sang màu nâu đen thì sẽ được đưa vào sử dụng. Dưới tác động nhiệt cao, quần áo bị gấp chặt sẽ hình thành những vết hằn trên vải. Sau đó, trang phục phòng mổ sẽ được chuyển xuống dự trữ ngay trong phòng mổ vô trùng vô khuẩn. Trước mỗi ca phẫu thuật, bác sĩ sẽ thay trang phục được lấy trực tiếp từ tủ vô trùng. Do đó, toàn bộ quá trình từ khâu hấp đến sử dụng thì trang phục đều được đảm bảo yếu tố vô trùng, đảm bảo tính an toàn cho khách hàng. Đó là lý do vì sao mà khách hàng thường thấy trang phục mổ thường bị nhăn. Vậy là chúng ta đã hiểu rõ là tại sao trang phục của bác sĩ lại thường hay bị nhăn rồi đúng không mọi người? Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của gia đình Atechno nha. Atechno chuyên sâu nâng mũi.